Tại World Cup 2023, Quỳnh Như có thể lựa chọn đeo 3 băng đội trưởng khác nhau cho 3 trận đấu vòng bảng. FIFA đã công bố 8 mẫu băng đội trưởng mà thủ quân các đội tuyển có thể sử dụng ở World Cup 2023. Trong đó, mỗi băng đội trưởng lại tượng trưng cho một thông điệp mà FIFA muốn truyền tải thông qua chiến dịch bóng đá đoàn kết thế giới. 8 thông điệp được truyền tải qua tấm băng đội trưởng, bao gồm đoàn kết, hòa hợp. Những băng đội trưởng mang thông điệp này sẽ được thiết kế với hình trái tim và 7 sắc cầu vồng, người bản địa, bình đẳng giới, giáo dục cho mọi người, chấm dứt bạo lực với phụ nữ, hòa bình, xóa bỏ nạn đói, và bóng đá là niềm vui, hòa bình, hy vọng, tình yêu và đam mê. Thủ quân các đội tuyển nữ dự World Cup 2023 sẽ đeo chiếc băng đội trưởng mang một trong 8 thông điệp nêu trên trong mỗi trận đấu. Các thủ quân như Huỳnh Như có thể thay đổi băng đội trưởng theo từng trận, mỗi trận đeo một băng khác nhau phù hợp với chủ đề ngày thi đấu, chủ đề mà đội tuyển đó lựa chọn cho cả giải đấu. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết, bóng đá gắn kết thế giới và các sự kiện toàn cầu của chúng ta, chẳng hạn như giải vô địch bóng đá nữ thế giới, có một sức mạnh độc đáo để gắn kết mọi người lại với nhau và mang đến niềm vui, sự phấn khích và đam mê. Sau một số cuộc nói chuyện cởi mở với các bên liên quan, bao gồm các liên đoàn thành viên và cầu thủ, chúng tôi đã quyết định nêu bật một loạt các nguyên nhân xã hội, từ hòa nhập đến bình đẳng giới, từ hòa bình đến chấm dứt nạn đói, từ giáo dục đến giải quyết bạo lực gia đình, trong 64 trận đấu tại World Cup 2023. Tại World Cup 2022, băng đội trưởng từng là vấn đề gây tranh cãi. Một số thủ quân đội tuyển quốc gia, trong đó có Anh, Đức, Đan Mạch, Hà Lan muốn đeo tấm băng đội trưởng có ghi thông điệp, One Love, ủng hộ cộng đồng LGBTQ+. Tuy nhiên, theo quy định của FIFA, các đội tuyển, cầu thủ không được tự ý in thông điệp liên quan đến các vấn đề ngoài bóng đá lên trang phục thi đấu khi vào sân. Nếu muốn thực hiện các chiến dịch cộng đồng, họ phải được FIFA cấp phép. Sau cùng, băng đội trưởng, One Love, không xuất hiện ở World Cup 2022. Mọi thông điệp được truyền tải trên trang phục của các đội tuyển cũng như các hình thức khác trong trận đấu đều phải được FIFA thông qua hoặc do tổ chức này thực hiện. Ví dụ, tại World Cup 2022, FIFA yêu cầu các đội bóng truyền tải thông điệp bóng đá gắn kết thế giới và chia sẻ bữa ăn nằm trong các chiến dịch cộng đồng phối hợp với Liên Hợp Quốc.